bữa gia chủ có mua thấy tàu cứ nhố vô cho bà, cho bà ăn ném ném bà nấu về ăn cho thấy tàu. Hoàn cảnh ai cũng vậy chứ. Ủa mà nuôi mấy đứa cháu con mà nó bệnh bại dạ. Khắp ơi khắp gì giờ đi số mạng mình phải sao chịu vậy dạ. Thôi khóc đi cô Hương, giờ mình cố gắng nghị lực chứ giờ cô cũng trụ cột gia đình mà. Thôi đeo năm mới đây cũng như tâm lòng con á, con lên con ngỏng lì xì cho cô nha, cho cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì qua video đây thì các mạnh thường quân á, anh chị có thấy cái hoàn cảnh cô khó khăn như thế này á, thì ngày hôm nay mình đã hứa mình đến đây mình quay lại cái hoàn cảnh của nhà cô này. Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog nha. Thì hôm trước mình có gặp cô Hương á, ngồi chùa Bảo Lâm á, thấy hoàn cảnh cũng khó khăn á. Bây giờ mình đến tìm hiểu ở đây, mình hỏi thăm bà con á, để đến nhà cô nè. Cô biết cái nhà cô Hương lớn lớn tuổi không? Thấy bà đi bán dây số á. Chú... sao mấy á, sao chín á? Hồi kẹo rành á. Dạ. Lúc mà gần nhà đây nè, ở trong khu khách nó hòa trị mình nè. Dạ. Đấy có kẹo nó không biết có bà Hương nào. Có kẹo đi còn xếp của tôi. Đỡ gọi ra trường hay không? Ở trường khu khách nè. Dạ đỡ em gọi thử cô Hương. Dạ con đứng ngay chỗ trường này cô. Nhà cô gần đây không? Chạy xuống chút. Rồi chạy xuống chút này ra tới con xuống đây có cái nhà ba con chạy tới cô đón ngay cửa đây. Dạ. Ba chị tối đâu đây? Chạy xuống chút nữa tới cái nhà ba này con chạy. Nhà ba tới nhà cô. Xuống dưới đây rồi nè. Rồi đi mấy chị. Vậy là ai vậy? Tao không biết bà Hương nào cũng luôn. Đấy mặt là tồi hai á. Tồi hai là đó đi. Đây các bạn, thì đợt trước mình có gặp cô chia sẻ hoàn cảnh, thì ngày hôm nay mình cũng muốn tìm đến để quay trực tiếp xem cái hoàn cảnh gia cảnh của nhà cô như thế nào để cho các bạn xem. Dạ cô Hương chỗ nào chị? Dạ Hương bán dây số cho già ấy. Bà hay đi bán dây số, bà lớn tuổi rồi còn chị. Đường nào đâu? Dạ. Bây giờ mình sẽ gọi cô. Đây. Mình hỏi thăm bà con ở đây có chỉ mình qua hướng này nè các bạn. Cô cũng lớn tuổi rồi cho nên việc đi đường nó cũng khó khăn á. Mình có nhờ ông chú tạp hóa ở phía trên, ông có dẫn đường này. Kiếm mà nãy giờ không ra luôn chú. Dạ bà nuôi cháu á, chồng bà mất rồi nuôi một con nữa, con nghe nó bị gãy còn sống gì đấy, để con gọi lần nữa. Nghe chỗ đây là gì chú? Bà đang ở trọ, nghe nó ở trọ. Để con gọi lần nữa, cô ra có đốn gì nào.
nghĩ vào đây là gì chú? Dạ cô Hương, gần nhà ai cô Hương? Con đang vô đây, trong... Cô... À cô cái chị Đảng này, cô đứng ngay cửa đây. Tới nhà ông Sáu Thạch đây này. Sáu Thạch hả? Đây, đây, đây. À, dạ, thì con đang đứng đây này, cô ra đây, đây, có cô đây. Chào cô ra. Ừ, sớm đây dạ, hồi giờ không biết gì thằng chú. Wow. Quăng vào rồi lại quăng ra nha. Kia rồi các bạn. Như mình thấy cô đứng kia rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên trong mình quay thực hư cái hoàn cảnh của cô để cho các bạn xem nha. Ê cô Hương. Dạ. Thôi à, vậy cảm ơn anh nha. Đây các bạn, hiện tại thì mình đang đứng ở nhà cô Hương này. Mà được chút mình có gặp cô ở chùa Bảo Lâm á. Bây giờ mình sẽ quay lại phía bên trong cái thực hư hoàn cảnh nha cô nha. Đây là cái nhà gì cô, gia đình Viết Tâm. Cô nuôi lớn khán giả xem luôn. Ông à, ông à. Dạ chào anh. Ông Bình á. Đây là con cô hả? À cái thằng tên Bình ấy. Dạ. Nói thôi mình ngồi nói chuyện trước rồi ông quay. Ý là cô ấy là cũng như tao nhé, tao trở anh kho nên nó cũng quá biết rồi. Dạ. Con tìm hiểu thì con đã biết. Thì cô ấy, thì dân ở Tuy Hòa mà giờ đây có chồng 40 mấy năm rồi. Rồi cô bán cái nhà đó là cháu em học cái mấy đứa Bình đây. Thì con mướn cái nhà đây mà người ta là ông chủ nhà ấy, mấy bữa từ ngày còn cái con mà chưa bỏ đi ấy thì ông lấy 1 tháng 1 triệu mà nay cũng như ông thấy cô điều kiện nuôi 2-3 đứa cháu đi học chưa giờ 10:30 nó mới giờ rồi xe đi nhà nước cho xe đạp hơn cô à, xe nghèo ấy nhà dạ. Nước cho thiết hoàn cảnh luôn cho còn xe máy là mua lâu hả lâu nay 30-40 năm còn chữ. Con dâu cô bỏ đi lâu chưa bỏ lâu lâu mà là ông chủ trợ là ông giúp đỡ luôn đó. Không lấy tiền luôn ờ à, cái thằng à. Đó là giờ nó bỏ dạ. hai cô nuôi luôn ông thứ mấy á ông đi là ông út dạ. Ông út ông Hải mà thằng út còn cái thằng này cả vợ ở đâu trên núi kia rồi con này cả chồng giờ nhà trợ là chú không lấy tiền không. Giúp cô ạ à. Giúp đây chú trợ đây dạ ông muốn tí anh tí em Thành yeah. Nó thấy hoàn cảnh nó nói thật tậu quá thế mà đi bán vé số giờ cô Hương là cô nuôi ai đâu nuôi ổng nuôi với hai đứa con chứ thằng nhỏ đại học năm tư ấy yeah. Nó đi cũng đi làm đâu cứ nó đi học buổi mai buổi chiều này làm à, ở đây nó cũng biết mà nhờ. Làm ở đây hẳn cô Hương nó làm ở đây mà nó điều kiện không có đủ học nó đi Sài Gòn rồi vô nó học cái gì rulai gì trên máy á không biết cái đó không biết nó mới điệt thì đây à nè cô Hương bán không đi bán hả đi xong chạy giờ mấy giờ cô đi cỡ 6-7 giờ vậy là cô đi dạ 9 giờ cao lắm mà 10 giờ cô vừa cô nấu cơm cho ông thì sợ ông tí tranh thủ con đi vô à. Đây con ghé lại xem hoàn cảnh của cô ở nhà à, ấy, cô nhà múa, đây là nhà thơ hả nhà múa, à, đây các bạn đây là không gian mà cô Hương và gia đình đang ở này. Đây là nhà cô Hương thơ á. Hồi xưa là nhiêu ông tháng này cô? 1 triệu. Hồi trước là 1 triệu đúng không? Sau này là ông chủ ông không lấy tiền nữa. Ông cho ông tháng 10 dạ. Nữa con. Đây là hình cô với chú hầu trẻ hả? Cô với chú á. Chú chết rồi cô mất. À, còn cô đây. Đó là con gái á. Gái cô hả? Bỏ đi rồi. Dạ. Bỏ xứ đi luôn. Dạ. Đây phòng ngủ ai đi cô? Ở trên
Dạ. Con của nó đây. Tối vừa cô Hương. Cô làm nghề dữ. Dạ. Dường dữ kia. Mở điện con. Mở điện lên con quay. Qua ở Mai Tôn thì mùa nắng nóng lắm không con? Nóng chịu nào đâu. Dạ, đỡ bật điện đi. Đây là không gian ngủ của ai đây? Có thằng ở đại học ấy. Dạ, rồi cô với lợi anh rồi ngủ ở đâu? Thằng đây nó nằm trên đây mình đó. Anh nằm ở trên chỗ chiếu đây. Ruột sao ấy, mở điện thứ má luôn ấy. Đi đâu vậy? Còn tí. Đây cô nằm. Đây là cô nằm ở chỗ đây hả? Cô nằm ở đây với con gái của nó. Còn là con trai ấy thì nó cũng nằm riêng cái sở đúng đường ruột đó. Ủa anh bị con ông bệnh gì hả? Ông anh này nó đủ bệnh hết, giờ nó gọn luôn. Tiểu đường như viêm tỳ hả? Đủ thứ. Này ông nhiêu tuổi rồi con? Này 40 rồi ạ. 40 rồi. Là tuổi tí ấy con. Là hai đứa con trai và gái ấy. Đứa trai đứa gái chú đi học. Dạ, giờ còn đi học ấy. Đi học ấy, cô cũng cố gắng cho hai đứa đi học cũng chơi. Dạ. Đây ảnh mới 40 tuổi này các bạn, nhưng mà sức khỏe rất là ốm yếu rồi. Đâu có đây. Không mà nuôi đứa con được. Hầu giờ để nhờ cô Hương này. Ngàn cũng có thiệt á. Chưa làm đưa cho cô nghe. Dạ. Đây là khu gian bếp của mình hả không? Gian bếp. Nhiều nấu ăn uống cho cháu. Giờ chuẩn bị đi vậy. Cô đi cỡ chút cho cô đi đâu. Dạ. Cô không tranh thủ á. Thủ lên được cô. Không cô đi làm cô bán vé số sao? Ừ. Cô ra chùa tự nhiên bữa nay còn có mấy ngày nữa cô hả? Dạ. Giờ cũng sao bữa giờ bán được không cô? Bán bữa năm. Mấy đứa nó quen nhiều bữa con cháu con sớm nó quen con trai vậy. Có mua. Dạ. Em nuôi hai ba đứa đây đâu có nhiều. Giờ con bé nhỏ là đi học không? Đi học chúng chạy giờ á. 10 giờ là học chạy. Trường mình đây luôn hả con? À, trường đó. Dạ. À, tự mình chạy đường hoài. Chạy đường trong ngay giữa nhà cũ cô chạy xuống con đường. Dạ. Là trường. Dạ. À. Đây cô hàng xóm tới hả cô? À. Dạ cô. Hàng xóm á. Chào cô. À, thấy hoàn cảnh bà Tậu khổ quá khổ mà nuôi mấy đứa cháu con mà nó bệnh. Bãi dạ. Khép ơi. Khép gì? Giờ đi số mạng mình phải sao chịu vậy? Dạ. Thôi khóc đi cô Hương. Giờ mình cố gắng nghị lực chứ giờ cô cũng trụ cột gia đình mà. Ở nhà mướn mà thì kia nó lên mướn mà cái hầu nó lấy tiền, cái hầu lấy tàu nó đeo lấy tiền. Đâu rồi. Giờ cách sao cô chăm sóc với hai đứa cháu ấy nó sức khỏe tôi trẻ nữa rồi sau đây mình cũng nhờ cậy tôi già dạ. Bữa con tình cờ con gặp cô với chùa Thanh Lương đó thì con cũng có dạ Bảo Lâm ấy con có chia sẻ chùa Bảo Lâm với Tuy Hòa dạ. Do bà là giờ đi ở nhà mướn mà ở nhà mướn này thấy khổ quá khổ đó cũng có lấy tiền dạ nãy cô có chia sẻ rồi ạ à. Ông chủ trợ ông chờ không ạ à. Tại cô quá quẹo quá thôi đeo năm mới đây cũng như tâm lòng con á con lên con ổng lì xì cho cô nha cho cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì qua video đây thì các mạnh thường quân á anh chị có thấy cái hoàn cảnh cô khó khăn như thế này ạ thì ngày hôm nay mình đã hứa mình đến đây mình quay lại cái hoàn cảnh của nhà cô này cho các bạn xem á thì mạnh thường quân anh chị nào có lòng hảo tâm á giúp được cô thì có thể liên hệ qua mình sẽ đến đây gặp cô trực tiếp đây nha cô sẽ sẽ nó hứa nó cho mạnh thường quân có mà nó kiếm đất mà tiền đâu kiếm đất không dạ. Nhìn cái nét nhăn trên mặt cô là cũng biết rồi bữa gặp anh tuổi á khổ quá khổ mới đi bán chạy gì à con thì do con còn mới ra khởi nghiệp làm cái đây cô Hương ạ cho nên cái con cũng chưa có khả năng giúp cô nhiều á thì sau này có gì đó này dạ mình cũng đâu có nói ít nhiều chỉ có lòng thì nói dạ. À, một cục bột thì nén nó không lên chứ năm cục thì nó lên bữa thì con dìa con coi lại video cô nhiều lúc nước mắt con cũng nhỏ lợ mà mình con trai mà mình phải mình phải ấy chứ vô tình bữa đáng hầu bán dạ. Đồ con ông chín quẹo xâm lý kìa con bà sĩ cá ông chín á cái nó lại nó trợ ơn mờ năm bà bán với số mà sao này bà ốm mà bà ấy nó ao mồ mớ mổ rồi vậy cái nó mua năm tờ số nó rút nó cho 50 cái vô tình thằng em đi nói vậy hoàn cảnh cô quá khổ thôi có gì con cũng mới ấy thôi đỡ con tìm hiểu tới mạnh thường quân giúp được ấy.
thì kiếm chút đất rồi trường xã nó hứa nó cho ấy. Ừ, cho đất ở nhà mà giờ biếu bả tìm đất mà tiền để mà mua đất. Okay. Khổ mà lấy mua đất. Làm gì có đủ mua gạo rồi quá mừng. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái quan cảnh nhà cô một xíu ha. Ông anh ông nói chuyện được không? Cô nói được chứ, ông nói được chứ. Nói mà ông bệnh nó thôi đi đợi mà. Dạ. Sớm gần bên mà thấy tàu khổ quá bà bán cái nhà bà xuống đây mà ở mà thế này em cho nó thấy tàu quá nên cho ở luôn không cho leo đi chơi. Cô đây là người địa phương nha các bạn. Đấy, các bạn thấy không gian cô ở không? Đồ áo rồi đồ đạc trong nhà này. Mà đây là cái nhà trọ nha. Nhà trọ ở chủ là không ai lấy tiền này các bạn. Hiện tại cô Hương này, cô đang ở Phước Khánh, Hòa Trị, Phú Hòa nha. Dạ thôi đỡ anh nghỉ ngơi cũng được, đỡ anh bệnh mệt thôi. Cô Hương ơi, lúc trước con nghe nói là cái hoàn cảnh của cô cũng khá hơn, hồi còn trẻ con. Cũng còn trẻ gì cũng mới đây à, dạ. Từ ngày ông chết. Mấy năm rồi con? Ông đi chết năm 2008. Đó. Cô, đâu? Vậy là cái điều gì mà khiến cô phải ra như thế này? Hồi trước là cô có nhà cửa đàng hoàng hơn. Đúng rồi. Là cô ở đâu? Nuôi cháu, nuôi đồ đàng hoàng lắm. Nuôi tới 8. Là cô ở Sông Trên đúng không? Sông Trên, Phước Khánh này. Dạ. Sáng nhà bốn kháng á, muốn tìm hiểu á. Thì đúng. Lên nhà đó hỏi là cũng như suy sụp rồi bệnh mổ rồi cái bắt đầu bán nha rồi nuôi cháu ăn học rồi thằng con cũng bệnh. Trước là cô Hương bệnh gì? Ban đầu là tiểu đường, bây hiện tại tiểu đường tim, yeah, mạch với sau này cái bị một con chuốt vậy mà cái mổ hơn sau đi cái năm cả tháng ở dưới nên bây giờ cái không có điều kiện trả nợ thì bán nha. Yeah. Bán nha rồi tiếp con rồi cháu đi học nữa nên xuống đi mướn. Mướn đi mới đi mà 3 năm rồi. Dạ. Người ta tậu cái lúc đâu vậy thì nó lấy tự nhiên con bé nó nha là con ở nhà đây. Dạ. Thì nó còn làm được nó cho 1 triệu 1 tháng trả rồi nó đi 2 năm cũng như ông chủ nhà ông có lấy nữa. À, dạ. Ông không lấy nữa mà có tháng thì ông cho được 10 cái gạo còn vậy, cả, à, vậy á nói giúp đỡ vậy chủ còn tốt bụng nhiều vậy mà. Dạ. Vợ cho cái đứa cúng bạn 3 năm mà cho được 10 cái gạo. Dạ. Mang ơn biết à. Còn con đây nó xếp bên có gì thiếu thốn hay rau mắm đồ nó hái ở quỷ giường rồi cũng đem gì là cho. Dạ. Cũng ăn qua đêm qua ngày còn cô Hương cũng cố gắng là đi cứ điền lát dìa dìa đem đồ ăn dìa nó nấu cha con rồi cả hồng nó mệt ra này cô nấu. Dạ. Vậy giờ hiện tại còn 2 đứa con đó với thằng đây với con đang đại học thì thâu giờ giá cho nó học rồi nó vừa học nó vừa làm. Nó cũng ăn ở nhà, cũng muốn ăn nhiều nhưng mà nó phụ hầu hầu 50% vậy hoài à. Chứ giờ nó đi học, học đi làm được vừa. À, con tạo giờ nó biết hoàn cảnh. Giờ chứ giờ mấy năm trước nuôi nó đâu. Nó học cũng như mẹ nó bỏ hầu nó mới có lột lòng mà. Nay 20 mấy năm mà. Nuôi nó biết à, mà tới nay nó thấy vậy thôi. Nó không có béo hoài nữa. Đại khái nó không báo á thì nó không có xin. Cho mấy hôm thì nó đi lại cứ sáng nó xin 20, nó thấy mình làm ăn được ấy, 20 đô xăng 10.000 sáng. Mà nhưng mấy năm nay nó không có xin nữa, nó biết khổ đâu. Nó biết hoài bán này bán vậy chứ mà tối rồi cô vô trong công viên cô bán bong bóng. Cô bán mấy giờ cô gì à? Hầu 4 giờ là cô giao số, giao số xong rồi là cô lấy số đêm. Cô bán 7 giờ, nó thiệt cùng mà là bán nhờ không à. Yeah. Như gặp quen vậy, nó như gặp đây cỡ còn mày 2 tờ con hay là thím mày vậy này mà nó cho thím ra 30 nhiều bữa quay chủ làm vậy có gì nuôi lấy đâu chủ yếu bán nhưng mà nhờ bà con nó cho thôi bà bỏ trong vài 10 xăng vậy á. Yeah. Có xe nó vậy rồi tối giờ cô bán bong bóng ở dưới công viên á.
Còn bữa đi xuống quán trường mà lạnh. Tối mấy giờ giờ con? Mấy giờ tối chưa? Thôi, có bữa thì bán đỡ đỡ thì 9 giờ mà bữa bán ở 10 giờ mà nó lạnh. Sao mà nó lạnh? Nó lạnh thấu ruột mấy bữa mưa. Dạ. Bóng bóng cái xe này nó cũng lao. Mình đếm trong nhóm có 15 mà mình gặp mình bán 30, 35 mình được gặp phụ. Giờ rồi tối không được nghỉ ngơi cũng phải đi làm đêm nữa các bạn. Làm thêm còn nó chơi mấy bữa đây mà buôn bán được buôn bán chứ dài bữa nữa tôi sợ hết tinh viên này không biết công chuyện gì làm nữa nè. Khổ mà cứ ngay mình làm không được mà mình cũng ăn mà mới mua hộp thuốc đi mà trăm tự thuốc uống nữa cô thuốc bổ não. Dạ. Hồi đầu năm mới con cũng ghé đi gia đình con chúc gia đình cô Hương nhiều sức khỏe và gặp may mắn trong năm mới nha cô.